Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Em Toàn hôm nay lại có một em bình của dòng gốm Kutani như lò gốm Mokube nha mọi người. Đây họa tiết thì vẽ kín bình luôn. Đấy, như các bác đang xem đây. Đấy, họa tiết vẽ kín bình luôn. Đấy, em cho các bác xem này, miệng ra đây. Tình trạng vẫn còn lành tít nha mọi người nhé. Đây chuyện đây mọi người. Đấy, chuyện Kutani nhé mọi người. Men men dạ. Lành tít luôn. Để em xin phép em đo kích thước nha các bác nhé. Chiều cao ở trước này là 23 nhé mọi người nhé. Chiều cao 23. Miệng là 11 nhé các bác. Miệng 11. Vòng bụng ở trước này là 81 nhé mọi người nhé. Vòng bụng 81. Đấy. Em xin phép là em quay họa tiết một lần nữa. Mà các bác nào ai mà ưng chiếc bình này thì các bác cứ liên hệ em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đấy, có chú voi này. Hai người ngồi trên chú này chú cá nha mọi người. Chú cá chép mọi người. Em nhìn nhầm rồi, cá voi chứ. Đây chú này chú cá chép nha mọi người nhá. Có hai vị cưỡi trên con cá chép. Mấy lần trước em có cái bình như này. À đây mới là chú voi chứ mọi người. Đây là chú voi. Đấy các bác nào mà ai mà ưng ý chiếc bình này thì các bác cứ liên hệ em Toàn. Thôi em Toàn xin phép là kết thúc video đây đây mọi người. Em Toàn xin chào mọi người nhé.